Chuối nha bà con. Chuối bà con ơi, chuối là có nơi gọi đủ tên khác nhau, nhưng mà cũng một loại chuối này. Chuối nấu là cũng có thể gọi là chuối sứ, chuối mốc. Đó, nó rất là nguy hại. Không ăn là người có bệnh thận, đau tim, nó có thể gây tử vong nguy hiểm như vậy đó. Cho nên bà con ta ăn vào thì bệnh chúng ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi và sức khỏe càng ngày càng xấu đi. Đó là những người không nên ăn chuối mốc, chuối sứ hay là chuối đó, như vậy nha bà con. Cho nên bà con không nên ăn. Đó là người có bệnh thận, đang uống thuốc, huyết áp cao, tiểu đường, hệ tiêu hóa kém. Nó còn lại là nó tốt, nó tốt vô cùng cho sức khỏe chứ không phải không. Nó làm cho cơ bắp phục hồi mệt mỏi, nó làm cho tâm trạng tốt, trầm cảm giảm căng thẳng, tức giận, hung hăng bồn chồn, mất ngủ. Nhưng mà chuối thì chúng ta thấy tốt như vậy nhưng ta không ăn được nhiều. Quả chuối ngủ ngon, nếu ta ăn được một quả chuối thì nó ngủ ngon, nó ổn định huyết áp, giảm đầy bụng. Chuối 1-2 trái, là 1-2 quả thì ăn liên tục 6 ngày thì chúng ta nghỉ một ngày, và không ăn khi đói bụng, ăn sau 1 giờ. Chuối sứ ở miền Trung gọi là chuối mốc với bà con, bỏ vỏ để được ăn, bỏ vô 3 ngày trong tủ lạnh cũng không sao. Bà con ta vui vẻ, mạnh khỏe bà con nha. Chúc bà con vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào nào, xin chào.